sát bên sân quá lại làm ảnh hưởng quá nhiều. Chúng ta trong khe trong đêm trong khe mà một tuần phải bốn năm ngày khổ lắm, chúng tôi ngủ không ngủ được ấy. Căng thẳng quá. Đà Phương, ý kiến thì người ta dừng được 1-2 hôm thôi, xong nhân viên người ta lại làm. Đây là những bức xúc mà thời gian vừa qua, tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn nhận được từ các hộ dân sống tại tổ 4, tổ 5, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long về việc dự án chung cư thương mại giá rẻ và nhà ở liền kề thấp tầng khu dịch vụ hậu cần Cái Lân, hay còn gọi là dự án Dragon Castle do liên danh công ty tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh, công ty cổ phần Vinalight Logistics Việt Nam làm chủ đầu tư. Và theo như lời quảng cáo, thì sau khi đi vào hoạt động, dự án hứa hẹn sẽ đem lại nhiều tiềm năng, tiên phong về công nghệ mới và chất lượng sống chuẩn resort. Thế nhưng, diện mạo mới hay chất lượng sống đẳng cấp thì chưa thấy, chỉ thấy người dân bức xúc vì dự án thi công gây ô nhiễm, tiếng ồn đinh tai, nhức óc bủa vây. Chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà bị ảnh hưởng. Được biết, tại quyết định số 2994 ngày 2 tháng 8 năm 2017, thì công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh được Ủy ban tỉnh Quảng Ninh giao 29.633 m2 đất để thực hiện dự án chung cư thương mại giá rẻ và nhà ở liền kề thấp tầng khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, chính là dự án Dragon Castle hiện tại. Như vậy, liệu có phải công ty NHO đang đánh tráo khái niệm biến chung cư thương mại giá rẻ thành chung cư thương mại cao cấp, khoác lên mình nhà ở liền kề thấp tầng với cái mác shop house, tower house và trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê? Liệu rằng việc đánh tráo khái niệm này của công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh có được nêu chi tiết và cụ thể trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, và việc năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án, thì liệu rằng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này có được điều chỉnh hay không? Theo ghi nhận của phóng viên, dự án đang được tổ chức thi công xây dựng khá khẩn trương, huy động lực lượng lớn nhân công và máy móc thi công suốt cả ngày lẫn đêm. Xung quanh dự án vào nhiều thời điểm, các xe chở nguyên vật liệu từ công trường đi ra ngoài chạy rầm rập suốt ngày, gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường. Nguy hiểm hơn, vào những giờ cao điểm, chiếc cần cầu tháp vẫn vô tư hoạt động, treo lơ lửng trên cao, ra ngoài phạm vi công trường cầu nguyên vật liệu, khiến người tham gia giao thông qua khu vực này cũng như những người dân sinh sống gần dự án luôn thấy lo sợ và bất an. Được biết, khu dự án King Tower giai đoạn 1 đã hoàn thiện và đi vào hoạt động nhiều tháng qua. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu dự án King Tower đã có hay chưa? Và dự án Dragon Castle đang triển khai xây dựng nước thải thi công, rửa xe sẽ được công ty xử lý như thế nào? Toàn bộ dự án đã được cơ quan chức năng cấp phép xả thải hay chưa? Không những thi công xây dựng gây ô nhiễm môi trường về tiếng ồn và bụi bặm, mà theo phản ánh của người dân, chủ đầu tư dự án Dragon Castle còn sử dụng tạm ô đất ngay cạnh nhà văn hóa tổ dân phố số 4 để dựng lều lán cho hàng trăm công nhân ăn ở sinh hoạt, phóng uế, xả thải gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. Cùng với đó, khu nhà mẫu của dự án cũng xây dựng kiên cố là nơi làm việc của các cán bộ, nhân viên công ty, tiềm ẩn nguy cơ lớn về cháy nổ. Thực trạng trên đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống xung quanh của khu dân cư nơi đây. Mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần đến chính quyền phường Bãi Cháy, nhưng sự việc không được giải quyết triệt để, khiến người dân vô cùng bức xúc. Rồi nước rửa cháy là chảy ra bể, nên gọi cả phường vào rồi. Đấy, chúng ta để rửa hai nữa là rác thải rồi vứt đầy ra kia. Khu phố rồi đã nhắc rồi, nhưng mà phường cũng nhắc rồi, nước thải. Thế là còn thống rác thì là vứt thành đống. Hơn tháng này rồi báo với phường đến nhắc rồi, nó không nặng. Cái này là rồi bên Hàm Đông rồi nó mượn đất đây, nó làm nhà cho công nhân thôi. Vài chục ô tô, công ty là cái bom bê tông ấy, vâng, ở bê tông từ đây ra kia ủi nhùi suốt đêm, coi là không phải là ngày nào cũng có, nhưng thường xuyên, coi như là tỷ lệ đến là một tuần phải 4-5 ngày như thế, khổ lắm, chúng tôi ngủ không ngủ được ấy. Chúng tôi
tôi đề nghị với tổ trưởng tổ dân nhưng mà chả biết ông có nói gì không. Nhưng đại khái là trước đây thì chúng tôi có thì là họ có về và giải quyết một số như sau là thôi. Nhà tôi đây còn xa, cái mấy nhà kia khổ nữa thế giờ. Cây là nhá, bản em là chưa có bê tông đổ đâu, đấy chỉ có mỗi cái tiếng tặng ở đấy thôi, còn gần năm ngày mọi người là cái tên đấy thì là cả tiếng này cả tiếng bê tông nó không ngủ được. Đi đò đi làm cả ngày xong rồi đến tối về cứ như này nó đau đầu ốm. Đúng rồi. Thứ nhất là bây giờ là anh đi thì nó sạch thế này, nhưng mà khi người ta làm công trình làm lại này thì đường đây nó lại bùn bẩn, bê tông mới biết các thứ vẫn cũng kêu lắm. Có cái là bây giờ kêu thì làm sao là công trình thì vẫn phải đi thi công. Cái kiến nghị của tôi thì bây giờ thứ nhất là làm theo giờ. Cái thứ hai nữa là cái môi trường này làm sao phải đảm bảo nó sạch nhé, mất cái một tí hay không. Ảnh hưởng cả mấy thế hệ, các cụ thì không thể được, các cháu thì ngày mai các cháu nó còn học, còn tầng lớp chúng tôi mai chúng tôi còn phải đi làm. Đi làm thì làm đêm hôm một cái mình thì là không được làm đến 11 giờ. Đúng rồi. Thi công thì là tất nhiên là ai thi công công trình là phải thi công, nhưng mà làm sao cái vệ sinh đây này, đây là phải phun nước, phun nước ban ngày, phun nước rửa sạch cho nhân dân, cả làm là phải đêm là phải, ví dụ tất nhiên là đổ bê tông là phải đổ về đêm thì mới có mặt bằng để đổ, nhưng mà làm sao nó phải đảm bảo cho sạch. Riêng cái khu đây này cực kỳ mất môi trường vệ sinh, mà dịch bệnh ở đấy thì kinh lắm. Vâng, tất cả là cái chấp hành cái luật tạm trú tạm vắng này là không biết chúng tôi đi kiểm tra là rất là kinh lắm, người dân ở đây cũng rất hại. Vâng, đến kiểm tra cũng rất hại. Vì sao này, họ ở thì thứ nhất là mất vệ sinh là một, thứ hai là điều kiện sống không đảm bảo, họ đến đây thì chỉ có nhiều người chưa tiêm. Đúng rồi. Thế mà lẫn lộn như thế này không quản lý được đâu. Những dãy nhà lợp tôn lụp sụp nhếch nhác này được dựng lên để làm nơi ăn ở, sinh hoạt cho công nhân. Nước thải trong quá trình nấu ăn, sinh hoạt, phóng uế bừa bãi được xả thẳng ra ngoài môi trường qua những rãnh nước nhỏ mà không được xử lý, tạo thành những dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối, nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất lớn. Hơn nữa, các bình ga, hệ thống dây điện chằng chịt xung quanh nối từ dãy nhà này qua dãy nhà khác khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Điều này khiến người dân sống xung quanh luôn nơm nớp lo sợ về cháy nổ xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Có thể nói, mọi quy định về vệ sinh môi trường, xả thải, phòng cháy, chữa cháy đều bị chủ đầu tư, nhà thầu coi thường và bỏ qua. Điều này đang có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ môi trường và luật tài nguyên nước. Theo quy định, toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và vận hành của dự án phải được thu gom và xử lý, đảm bảo đạt quy chuẩn Việt Nam số 14 năm 2008 BTNMT trước khi xả thải ra môi trường. Nước thải thi công phải được thu gom, xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn số 02 năm 2014 BTNMT trước khi thải ra môi trường. Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước theo đề nghị số 201 năm 2013 NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 và thông tư số 27 năm 2014 TT-BTNMT. Mặc dù quy định đã rõ là vậy, nhưng trên thực tế, từ khi những dãy lều lán tạm cho công nhân ăn ở cùng với khu nhà mẫu được dựng lên đến nay, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công không hề thực hiện. Điều mà người dân nơi đây đang đặc biệt quan tâm đó là việc chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng hàng loạt dãy lều lán cho công nhân ăn ở và khu nhà mẫu dự án Dragon Castle để làm nơi làm việc và bán hàng nằm chênh ênh trong suốt nhiều tháng qua đã được các cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đồng ý thẩm duyệt phương án thiết kế về xây dựng phòng cháy chữa cháy hay chưa. Việc xây dựng những hạng mục trên có nằm trong quy hoạch và báo cáo đánh giá tác động môi trường của toàn dự án hay không? Khu nhà mẫu và hàng loạt lều lán này xây dựng lên liệu có đảm bảo về yếu tố môi trường và xả thải? Để làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy trong công tác quản lý nhà nước, tòa soạn môi trường và cuộc sống,
môi trường.net.vn đã có giấy giới thiệu đặt lịch làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy cũng như chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ với ông Huấn, cán bộ văn phòng phường và ông Đoàn Hồng Nam, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy, và cho đến nay cũng đã hơn 5 tháng trôi qua, nhưng Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy cũng như chủ đầu tư vẫn bật vô âm tín, không có bất cứ thông tin nào trả lời báo chí. Chiều theo quy định, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy hiện nay đang có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng luật báo chí và Nghị định số 09 năm 2017 NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước. Quy định đã rõ, vậy lãnh đạo phường Bãi Cháy sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào với Thành ủy Hạ Long và Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long về vấn đề này? Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sớm chỉ đạo các sở ban ngành nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và xử lý kiên quyết, nghiêm minh những dấu hiệu sai phạm của chủ đầu tư và nhà thầu dự án The Dragon Castle để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây. Đồng thời, kính đề nghị Thành ủy Hạ Long cần xem xét đến trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy khi không làm việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong phóng sự tiếp theo.